Kính thưa quý đạo hữu Phật tử, hôm nay chúng ta sẽ định nghĩa lại hai chữ bình yên. Hằng ngày trong cái sinh hoạt của người Phật tử thì ít nhất chúng ta đều có một thời khóa, hoặc là buổi sáng hoặc buổi tối. Trong những thời khóa tu tập này thì bao giờ cái tâm nguyện của chúng ta đều mong được hạnh phúc, mong được an vui. Cho nên trong cái lời kinh, dù chúng ta đọc tụng kinh điển nào đi nữa cũng có cái phần hồi hướng. Phần hồi hướng thì tức là mình kết thúc cái thời khóa đó bằng một cái lời nguyện. Chúng ta nguyện gì? Nguyện Đức Phật gia hộ cho tự thân được bình yên, Đức Phật gia hộ cho gia đình được bình yên, Đức Phật gia hộ cho sức khỏe được ổn định. Tuy nhiên, để có được sự bình yên, để có được hạnh phúc thì điều này không đơn giản. Không phải nguyện như vậy là bình yên ngay. Để có được cái sự bình yên trong cuộc sống thì chúng ta phải hiểu làm thế nào để được bình yên. Thì hôm nay tôi mời quý Phật tử cùng với tôi, chúng ta học lại định nghĩa hai chữ bình yên. Chữ bình có nghĩa là bằng phẳng. Nó không có gồ ghề, nó không có cao thấp. Chữ bình còn có nghĩa là đều nhau, không có so le, không có chệch choạc. Chữ bình còn có nghĩa là yên ổn, là hòa hảo. Chữ bình là những cái thường như vậy, nó không có sự sai khác. Còn chữ yên là chúng ta đọc chạy từ cái chữ an. Chữ an hay là yên có nghĩa là không có việc gì bất thường xảy ra. Ngày nào cũng cứ thanh thản như vậy, ngày nào cũng thảnh thơi như vậy, không có việc gì bất thường xảy ra với chúng ta. Gộp cái chữ bình và chữ yên đó là chung lại với nhau, có nghĩa là chúng ta tu học như thế nào để mình luôn luôn hài hòa giữa thân với tâm, giữa mình với cảnh. Dù mưa hay là nắng, dù khỏe hay đau yếu, dù rảnh rang hay là bận rộn, chúng ta đều thiết lập được cái sự bình yên, không bị xáo trộn, không bị ngoại cảnh chi phối. Muốn được như vậy thì chúng ta phải tu học như thế nào? Mình tu học như thế nào để mình thiết lập được cái sự bình yên đó? Như các vị biết, nói đến cái đời sống của người Phật tử tại gia thì mình phải dựa trên một cái tiêu chuẩn. Cái tiêu chuẩn đó gọi là tiêu chuẩn đạo đức. Mà đạo đức của người Phật tử, của người đệ tử Phật
dựa trên cái nền tảng của năm giới. Nếu như chúng ta hành xử mà có ý thức thì cái sinh hoạt đó đó mới gọi là người đó có cái tính đức, có phẩm hạnh tốt đẹp. Thế nào gọi là hành xử có ý thức? Chúng ta làm gì thì chúng ta phải làm sao thân và tâm chúng ta đều có mặt trong việc làm. Nói gì thì tâm và khẩu của chúng ta phải nhất như trong lời nói. Nghĩ gì thì cái những điều chúng ta suy nghĩ đó đó phải có tỉnh giác soi sáng cái ý thức của chúng ta trong lúc chúng ta tư duy. Nếu chúng ta làm việc mà thân làm nhưng tâm không có mặt thì những việc làm đó chúng ta không có khả năng ghi nhận sâu sắc. Vì không ghi nhận sâu sắc cho nên những việc làm đó có lúc thành công nhưng có lúc không thành công. Làm xong rồi nhưng mà người khác phải sửa lại, mất thời gian. Quét nhà rồi nhưng mà người khác thấy chưa sạch, rác vẫn còn, bụi vẫn tồn đọng, cho nên người ta phải làm lại. Thế cho nên trong việc làm thì không phải làm bằng thân mà phải làm bằng tâm. Cái tâm của mình có mặt ở trong lời nói, trong hành động và trong ý nghĩ thì chúng ta mới kiểm soát được cái lời nói. Lời nói nó có cái tính chất của từ bi hay không? Mình có nói những cái lời ái ngữ hay không? Những lời mình nói ra có làm cho người ta phải đau khổ, phải chết chóc hay không? Lời nói mà có ý thức nhận diện và ý thức đó lại có tuệ giác soi sáng, cho nên lời nói đó sẽ làm cho mình được hạnh phúc. Lời nói đó sẽ làm cho người khác cũng được hạnh phúc. Tất cả những lời dạy của Đức Phật cũng là để giúp cho chúng ta chuyển hóa cái cách sống, cách nghĩ, cách nói. Các vị nếu có mặt thường xuyên trong những buổi nói chuyện này thì chúng ta sẽ nghe lại điệp khúc là thay đổi cách nghĩ, cách sống, cách nói, cách làm luôn mê lầm của chúng ta, để bắt chước cách nghĩ, cách sống, cách nói, cách làm luôn tỉnh thức của Đức Phật. Ánh sáng tỉnh thức lúc nào cũng soi chiếu ý thức của chúng ta, và ý thức của chúng ta luôn luôn có mặt trong việc làm, cho nên mình nhận diện được cái việc làm này không có để lại cái hậu quả khổ đau gì hết. Trong lời nói cũng vậy, lời nói mà thiếu cái chất liệu của từ bi thì lời nói đó có thể gây chia rẽ, tạo ra cái thế tranh chấp, rồi thù hận nó xuất hiện, đấu tranh nó xuất hiện, khổ đau nó đi kèm theo. Cho nên lời nói phải có ý thức. Hằng ngày chúng ta thực tập như vậy, đi, đứng, ngồi, nằm trong chánh niệm, vào, ra, cười, nói, dáng, đoan, nghiêm. Thực tập như vậy, dần dần tâm chúng ta sẽ yên lắng, thân chúng ta không có vọng động. Trong 51 món tâm sở
thì có một cái tâm gọi là trạo cử. Trạo cử là gì? Ngồi không yên, cứ sửa cái này sửa cái kia, xoay qua bên này xoay qua bên kia, không ngồi yên. Ngồi một hồi cái nhìn qua cái đồng hồ, ngó cái đồng hồ cái tự nhiên sửa chút, vặn chút, trở chút, nhìn cái bình hoa, nhìn cái dĩa quả, tay chân cứ thái mãi. Cái ý nó sai sử cái thân, nó làm cho mình không yên, không có ngứa mà tự nhiên cứ những cái gì, nó là cái nhà Phật gọi nó là trạo cử. Cái trạo cử đó tức là tiếng mình cho có thể hiểu nó là lăng xăng. Cái tâm ý nó lăng xăng giống như con vượn á, nó không ngồi yên, nó buông cái nhánh này, nó níu cái nhánh kia, nó chuyền qua cái nhánh nọ, ngồi cái phải không? Tôn Ngộ Không á, chúng ta coi phim Tây Du, ông Tôn Ngộ Không sao? Ông lăng xăng, con mắt cứ chớp, cái tai cứ thái mãi, đó là trạo cử. Chính những cái hành động đó nó làm cho thân và tâm không có mặt. Mặc dù thân đang ở đây nhưng tâm không có mặt ở đây. Cho nên những cái hay, cái đẹp trong cái giây phút đó mình không có khả năng tiếp nhận được, không thấy được, cho nên để nó đi qua. Chính vì vậy mà khi sự việc gì đó xảy đến á, mình không có tuệ giác để xử lý vấn đề. Tức là mình không hiểu được Phật dạy như thế nào để giúp cho mình phải xử lý cái tình huống đó để nó không đổ vỡ, không có đưa đến những cái khổ đau. Vì vậy, hành xử mà có ý thức, tức là cái hành xử đó có được cái đức hạnh. Mà đức hạnh đó, cái đạo đức đó dựa trên đâu? Dựa trên lời nói, hành động và ý nghĩ luôn luôn an trú ở trong thiện pháp, an trú ở trong tịnh pháp. Lời nói không để lại hậu quả khổ đau, tức là lời nói nó không có sự vẩn đục của chia rẽ, của thêm thắt, của thô tục, của hung dữ. Lời nói đó là lời nói có đạo đức. Cho nên hàng ngày chúng ta phải hành xử có ý thức, bất luận cái việc gì xảy qua ra chung quanh, chúng ta đều có tuệ giác để soi sáng. Và nhờ cái tuệ giác đó giúp cho chúng ta tỉnh thức trọn vẹn về cái .. mà mình đang .. Thí dụ nha, giờ phút này tôi đang lần tràn, tôi phải tỉnh giác trọn vẹn về cái hành động tay tôi đang chuyển từng hạt, ý thức trọn vẹn về cái tiếng niệm Phật của tôi, về cái sự chuyển động của từng hạt chuỗi đang xảy ra ngay giờ phút này. Vì ý thức trọn vẹn cho nên mình chuyển cái hạt chuỗi giống như mình chuyển cái tâm niệm của mình, chuyển như thế nào để nó thực sự nó viên mãn, nó tròn đầy trong mỗi niệm, nó không kém khuyết. Tức là trong mỗi niệm nó không bị những cái tạp, những câu chuyện tạp, những cái lời nói tạp, những cái ngoại duyên nó chi phối cái ý niệm. Từ một niệm cho đến trăm ngàn niệm, niệm nào cũng
gối đầu với nhau một cách trọn vẹn, giống như mình chuyển sâu chuỗi thật trọn vẹn. Các vị thử để ý coi, mình cầm sâu chuỗi mình chuyển niệm đó, nhưng mà một hồi nó bỏ khuyết liền. Niệm riết đó, nó đầu tiên thì thấy tinh chuyên, miên mật lắm, nhưng một hồi cái tai đều đều vậy, nhưng mà niệm nó không theo nữa. Niệm nó không theo chuỗi, không theo Phật nữa, niệm nó theo cái tiếng động của mấy đứa nhỏ nó về, nó chống xe, nó độ xe có tiếng động. Bị cái đó nó lôi mình ra khỏi cái giây phút này. Cho nên thỉnh thoảng đó, tôi xin đem cái công việc của tự thân để nói lại quý Phật tử xem có hay hay không, có nên hay không thì chúng ta thực tập. Có những lúc khi lên chùa lại Phật, có những giây phút mà chỉ có một mình tôi thôi đó, nhưng mà tôi lên tôi không tụng kinh, nhưng mà tôi ngồi thật ngay ngắn, tôi nhìn Phật. Để làm gì? Mình nhìn Phật để mình kiểm tra lại mình, trong giờ phút này mình thật sự có mặt ở đây hay không. Mình thật sự có mặt ở đây để mình có khả năng chiêm ngưỡng đức tướng của Phật. Nhiều khi mình lên lại á, nhưng không biết lại ai. Biết đây là chùa, đây là chánh điện, nhưng lên cứ cuốc hoài, cuốc tới cuốc lui, cuốc kia, nhưng mà không nhớ tới Phật, không có nhớ đến đức tính của Phật. Thấy cái bụi sen này đẹp quá, lại mà cứ ngó hoài, tại ai mới để đây, hôm qua không thấy. Thí dụ vậy. Cho nên lúc đó mình bị cái bụi sen nó lôi mình, mình bị cái mỏ mới nó lôi mình bị những cái hình sắc chung quanh nó lôi mình. Cho nên tụng hết thời kinh, đến chừng xuống không biết Phật nói gì nãy giờ ở trong đó. Khi cuốn kinh gấp lại, tất cả những lời dạy Phật nó nằm yên trong đó, chứ nó không rót vô đây. Vì mình làm lâu ngày nó thành cái quán tính. Giống như cái đồng hồ đúng 3 giờ rưỡi là nó ré. Ai dậy hay thức, ngủ gì không biết, nó cứ ré. Nó cũng không biết tại sao nó ré, tại vì gài cái chốt đến đó là nó ré. Chúng ta nếu tu tập không có tỉnh giác, không có ý thức, thì chúng ta cũng bị những cái việc làm đó nó thành cái thói quen, mình không có khả năng ghi nhận gì hết. Cho nên cư xử phải hài hòa, phải ân cần lân mẫn với những ý niệm của chính mình trong giây phút hiện tại. Được như vậy á, thì thân và tâm mới bình yên. Trong những mùa an cư thì phần nhiều thì có thêm những cái thời khóa. Ví dụ một ngày thì sáng 4 giờ tụng kinh trì chú, sau đó rồi cái đến 8 giờ lại có một cái thời khóa tụng Pháp Hoa. Tụng Pháp Hoa xong cái xuống nghỉ đến 10 rưỡi là có cái thời khóa niệm cúng Phật, rồi quá đường, rồi đi kinh hành, rồi chiều có cái thời khóa sám hối, tối có thời khóa tịnh độ, rồi lại trước khi đi ngủ lại có cái thời khóa trì chú tọa thiền. Vì có nhiều thời khóa vậy đó, cho nên chúng ta đang ngồi tịnh độ, tùng thị tây phương quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh viết cực lạc, tụng vậy một hồi, chợt nhớ một chút ngày đến giờ ngồi thiền nha, mình sẽ cất giọng cho thiệt hay để mình kể lên, mình đọc lên, mình ngâm lên. Cái lúc đó đó, cái thời khóa tọa thiền sau đó đó, nó kéo mình đi về tương lai. Vì vậy miệng mình đọc tụng thị tây phương quá thập vạn ức, nhưng mà mình không biết tây phương ở đâu. Mình cứ đọc vậy thôi. Mình với tây phương không có ăn nhập gì hết. Tại vì giây phút đó chỉ có miệng đọc,
tâm không có mặt, ý không có mặt. Cái tư tưởng nó bị cái thời tọa thiền lôi, nó kéo mình ra. Hoặc là có người suy nghĩ tịnh độ vậy chứ không bằng một chút tọa thiền mới tuyệt, công đức mới nhiều, cho nên ngay lúc tịnh độ làm chiếu lệ, làm chiếu lệ thôi, gọi là trả nợ quỷ thần, lên nó đọc tụng tụng chứ tâm không ghi nhận, ý không có quán chiếu, cho nên không biết Phật là ai, pháp là gì, tăng nghĩa như thế nào, không biết gì hết. Rồi cứ quen theo cái tính như vậy đó, đến lúc tọa thiền, đang kệ chuông tọa thiền, thời gian sau cái suy nghĩ một chút nữa nghe tọa thiền xong, tôi vô phòng tôi ngồi tôi trì chú, tôi bắt ấn. Lúc đó nó mới miên mật hơn, mới hay hơn. Thế là cái chuyện mà một lúc nữa trì chú kết ấn đó, nó lôi mình ra khỏi cái giây phút tọa thiền. Và cứ như vậy, quen cái lối bỏ hình bắt bóng, đuổi theo hạnh phúc xa vời, tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong ruổi tương lai, quanh quẩn trong vòng buồn giận, xem thường bảo vật trong tay, dày đạp lên trên hạnh phúc, đến nỗi tháng năm sầu khổ miệt mài. Tu tập nhiều khi chúng ta bị cái đó. Thế cho nên mình cứ bỏ trống hiện tại. Đang ngồi học, học một hồi ông thầy cũng nói gì mình không hiểu, cái tâm ý mình tưởng đến chuyện khác, tưởng đến một cái đề tài khác, tưởng đến cái việc mà một chập nữa mình sẽ làm. Đó là những cái bệnh chung của chúng ta. Chúng ta hay bị những cái tạp niệm nó chi phối. Vì vậy mà nếu mình không có thiết lập được bình yên trong giây phút hiện tại, thì thân và tâm mình không hài hòa, mình không có cái sự lân mẫn với chính mình, cho nên mình không có phát triển được cái đời sống tâm linh, không chế tác ra được cái năng lượng của từ bi và trí tuệ, cho nên đạo lực không có, sức mạnh của đạo, sức mạnh của đạo pháp không có. Vì đạo lực không có, cho nên khi nghiệp lực nó xảy đến á, thì mình không biết ứng xử, không biết đối phó như thế nào, cho nên mình bị nghiệp lực nó đánh mình, nó kéo mình, nó lôi mình. Các vị nghe kịp chỗ này. Khi nghiệp lực nó xảy đến, chúng ta nếu tu học nghiêm túc thì chúng ta sẽ có đạo lực để đối trị lại nó. Khi mình đối trị được nó, tức là mình đối trị là gì? Mình chuyển hóa được nó. Vì mình bình yên, cho nên khi mình đi ra đánh võ, ở đây không biết có quý Phật tử nào là võ sư, là đã từng có học võ chưa? Nếu có thì các vị đó sẽ rành hơn tôi. Tôi chỉ thí dụ thôi. Mình ra mình gặp đối phương, mình bình tĩnh, mình coi anh đó ra đòn như thế nào. Cho nên khi mình bình tĩnh, họ ra đòn, họ đưa tới, gần tới, cái mình tránh qua một chút, cái trớt liền. Còn ra mình lăng xăng, họ thấy mình bất an, cho nên họ lừa một cái, họ cho một cái vô đây liền. Thế là trúng đòn, ngã gục. Cũng vậy, khi mình có nhiều đạo lực, tức là mình tu tập hàng ngày để mình chế tác ra được cái sức mạnh của từ bi, tức là mình có tâm lân mẫn với chính mình, có cái tâm thương yêu với mọi người, và chế tác ra thêm được cái tuệ giác sáng tỏ, chính cái sự mà khai phóng được
cái tính siêu việt đó đó, cái đó mình gọi nó là đạo lực, sức mạnh của từ bi và trí tuệ. Cái sức mạnh đó, đó nó giúp cho mình chuyển hóa được nghiệp lực. Khi cái gì nó bất ổn nó xảy ra, mình không vì cái cảnh xáo trộn đó làm cho mình rối theo, mà mình bình yên để mình nghe, để mình theo dõi, thì mình biết nguyên nhân từ đâu. Cho nên mình biết cái hướng giải quyết liền, gọi là có tuệ giác để xử lý vấn đề. Cho nên nó không có bị lan tỏa ra bên ngoài, nó không làm đổ vỡ, không làm tan nát cái hạnh phúc, cái hòa hợp trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Chính vì vậy, tu tập hàng ngày để mình phát triển cái đời sống tâm linh. Nếu là mình làm sao trong cái hành xử hàng ngày luôn luôn có tuệ giác. Nhờ vậy mà mình không gây tổn hại cho ai, hành xử không gây tổn hại cho ai. Mình đổ một cái chậu nước, mình cũng không làm tổn hại mọi sinh linh, không làm văng ướt những người xung quanh. Thời tiết nóng quá, cho nên thỉnh thoảng đi đường chúng ta thấy có những nhà đó cứ múc nước hắt ra đường, không hề biết xe đi ngang có nhiều người đi tới hắt đại, hắt nước ra. Có nhiều bà cụ đạp xe cọc cạch đó, vừa đi tới lãnh đủ một cái xô nước đó, té ngã luôn. Hoặc là làm cho trơn trượt con đường đó, những em nhỏ, những cái xe thô sơ nó chạy ngang, nó loạn, nó mất tay lái, nó gây ra những cái khổ đau, tai nạn. Cho nên mình hành xử như thế nào để không gây tổn hại cho mọi người, cho mọi loài. Trong đó cái người mà được lợi ích nhất trước tiên là chính mình. Mình không để lại hậu quả khổ đau cho mình. Khi mình không gây tổn hại cho ai rồi á, thì có nghĩa là mình không có gây mâu thuẫn, không có tạo ra cái thế tranh chấp, mâu thuẫn cho mình và người khác. Mâu là cái, nó giống như cái mác, cái lưỡi dao, gọi là cái mâu. Cái lưỡi nó hơi cong thế này nè. Còn thuẫn là cái trắng. Ngày xưa có một cái câu chuyện là cái ông này ổng bày hàng ra, ổng bán, ổng giới thiệu với mọi người cái mâu này á, nó bén lắm, nó sắc lắm, đâm cái gì cũng thủng, chặt cái gì cũng đứt, chém cái gì cũng đứt. Ông giới thiệu cái mâu xong rồi, mọi người mua nha, cái này tốt nhất đấy, để xuống. Cái ông giới thiệu cái thuẫn, cái trắng đó. Ông nói còn cái thuẫn này nè, bền lắm, chống đỡ rất là bình yên, không có cái gì mà đâm lũng, không có cái gì mà chặt đứt. Mọi người mua đi. Chúng ta thấy ngày nay về phía bên an ninh, bên công an đó, những cái lúc mà nó có những cái gì mà về an ninh xảy ra đó, thì nó có đứng ngoài đường, nó có cầm cái miếng nó cắm, nó cầm để nó che đó, cái đó gọi là cái thuẫn. Thì khi cái anh bán hàng, anh giới thiệu xong xuôi rồi, có một người nãy giờ theo dõi đầu đuôi cái lời tiếp thị của anh bán hàng. Cái ông mới nói: anh à, tôi nghe anh nói cái mâu này bén lắm, sắc lắm, đâm cái gì cũng lũng, cái thuẫn này bền lắm, chắc lắm, không cái gì cũng đâm lũng, vậy tôi mua cái mâu của anh với cái thuẫn của anh, tôi đâm nó lũng không? Thì cái ông chủ này không trả lời được. Cho nên cái từ ngữ mâu thuẫn tức là nó nghịch lại với nhau, nó chọi lại với nhau, nó đối nghịch lại với nhau. Thân mình muốn bình yên nhưng tâm mình không chịu yên, tâm mình không làm cho thân yên. Mình muốn an vui hạnh phúc
mà tâm mình cứ vọng động, tạo tác, nghĩ ngợi lung tung để thân bất an. Có nhiều khi nghĩ một hồi tá hỏa nhập ma chạy luôn, vì cái ý nghĩ thôi. Hằng ngày chúng ta tụng kinh niệm Phật để cầu hạnh phúc, cầu an vui. Nhưng nếu thân tâm của chúng ta không bình yên thì cái an vui hạnh phúc không bao giờ đến với chúng ta. Dù là mình trì kinh gì, tụng chú gì đi nữa, mà mình không thiết lập được cái sự bình yên trong đời sống hàng ngày thì chúng ta sẽ không bao giờ có hạnh phúc, có an vui, có giải thoát. Đó là sự thật. Khi thân tâm được bình yên thì mình mới có khả năng thấy được những cái đẹp, nghe được những cái âm thanh hay, hiểu được những cái chân lý màu nhiệm mà Phật đã dạy. Cho nên khi mình mà không thiết lập được sự bình yên, mình luôn luôn gây mâu thuẫn cho nhau, thì thứ nhất là tâm mình không tập trung. Tâm mình không tập trung, mình không chuyên chú. Cho nên trong công phu bãi sám, tụng niệm hàng ngày á, mình không có khả năng khai mở được cái tuệ giác. Vì suốt ngày cứ bị những cái chuyện chuyện này chuyện kia, hết cái này đến nọ, nó chi phối và nó làm mình bị lú lẫn, bị mù mờ trong vấn đề đó. Mình không tỏ rõ được. Giống như mặt trời tuy có trên hư không, nhưng mây mù nó che dày đặc, vì vậy ánh quang của mặt trời không tỏa chiếu. Những cái ý niệm mà chạy về quá khứ hoặc mơ tưởng ở tương lai, nó làm cho chúng ta không có khả năng khai phóng được cái tánh linh, không mở ra tuệ giác, không chế tác được từ bi, cho nên đạo lực nghèo nàn. Vì vậy mà nghiệp lực nó xảy đến thì mình bấn loạn, mình sợ hãi, mình khổ đau. Và từ đó mình cứ lầm lũi đi trong bóng tối, luân hồi trong sanh tử. Luân hồi là đi vòng, đi mãi mà không tìm ra được cái chỗ thoát, gọi là luân hồi. Đức Phật nhìn thấy cái bánh xe nó cứ xoay, nó lăn mãi mà nó không bao giờ dừng nghỉ. Cho nên Đức Phật nói cuộc đời của chúng sanh cứ trôi đây dạt kia, đi lòng vòng hoài mãi mà không có chỗ dừng lại. Cho nên cái sự đi vòng đó gọi là luân hồi, tức là như bánh xe. Luân là bánh xe, hồi là xoay, bánh xe nó cứ xoay mãi. Có nhiều Phật tử không hiểu, nhìn thấy bánh xe pháp luân á, cái nói bánh xe luân hồi. Họ hiểu cái này qua cái kia. Luân hồi là đi vòng. Luân hồi là đi vòng, đi lòng vòng mãi không tìm ra được cái lối thoát. Cho nên khi thân tâm bình yên, không còn bị vọng động nó làm cho mình lăng xăng, không bị những cái trạo cử nó làm cho mình bị động niệm. Nhiều khi mọi người đang ngồi bình yên đây nè, mà mình cảm thấy ngứa ngáy. Cái cảm giác ngứa ngáy đó không phải là tại mình bị sải, không phải là tại mình bị nóng bức, mà cái ý niệm của mình đó, mình nghĩ là mình không có thoải mái. Cho nên chính những cái ý niệm đó nó làm cho tay cử động, chân cử động, rồi kéo áo sột soạt, làm động niệm người còn ngồi kế bên. Cái đó gọi là trào cử. Nhiều khi tâm đâu có gì đâu, cái tay đâu có gì đâu, mà ngồi cứ móc, cứ khải khải thế này. Đó là cái tính trào cử, nó làm cho tâm mình không yên. Cho nên chúng ta tập á, ngồi đây, ngồi cội Bồ Đề. Ngồi đây, ngồi cội Bồ Đề.
mình ngồi xuống đây thì mình ngồi trong chánh niệm vững vàng, giống như Đức Phật ngày xưa đang ngồi dưới cội cây Tất Bát La. Và từ đó tâm và thân an trú trong một cảnh, cho nên cái tuệ giác bừng tỏ, Đức Phật giác ngộ. Đức Phật giác ngộ cho nên cái cây Tất Bát La đó người ta cũng gọi luôn là cây Bồ Đề, cây giác ngộ, cây đại giác. Cũng vậy, nếu mình ngồi ở đây mà ngồi trong chánh niệm vững vàng, không có vọng niệm, không phiền não, không có vô minh xuất hiện, thì mình cũng có khả năng thấy được tâm, hiểu được tánh. Dần dần cái tuệ giác đó giúp cho mình vượt thoát luân hồi, ra khỏi trần lao. Mình cũng có khả năng thành Phật, vì cái chất Phật đó mình đang chế tác từng chút, từng ngày, từng giờ. Nó lớn dần theo năm tháng với mình. Nếu ngồi được như vậy thì ngồi dưới cây trứng cá cũng là cây Bồ Đề của mình đó. Ngồi dưới cây thị, cây khế, cây xoài, cây mẫn gì cũng là Bồ Đề của mình. Cây đó là cây của mình, còn cây Bồ Đề kia là cây của Đức Phật Thích Ca. Ngồi đây ngồi cõi Bồ Đề, thân tâm chánh niệm không hề lãng sao, tu tập như vậy là bình yên. Mà có bình yên rồi á thì mới có hạnh phúc, mới có an vui, mới có giải thoát. Các vị nghe kịp chỗ này. Chính vì vậy học Phật là gì? Là để mình khai phóng cái phẩm chất tốt đẹp ở trong tâm thức của mình, nó bừng tỏ, nó trỗi dậy. Phẩm chất tốt đẹp là cái gì? Lời nói thanh tịnh. Lời nói đó chúng ta thực tập giỏi ở cái giới thứ tư. Cái giới thứ tư thực tập cho giỏi thì chúng ta sẽ có được lời nói thanh tịnh. Đó là lời nói tốt đẹp, lời nói chân thật, lời nói bất hư cuốn, lời nói không có dối trá, không có đâm thọc, không có văn tục, không có thô ác. Lời nói đó là lời nói của Phật. Vì nói được như vậy cho nên khẩu nghiệp thanh tịnh. Khẩu nghiệp thanh tịnh cho nên cái phẩm chất đạo đức của lời nói á, nó làm cho người ta muốn nghe và làm cho người nghe được hạnh phúc, làm cho người nghe cảm thấy bình yên. Chính vì vậy mà họ muốn tu theo mình, muốn học theo mình, muốn đi chùa với mình. Còn họ nghe nói bà A nó đi chùa theo đạo tràng này, sinh hoạt pháp môn kia, nhưng mà về trong xóm thấy cái bà đó không có gương mẫu gì hết. Chồng chửi, vợ mắng, con thì nó khinh khi, xóm riền thì chê dèm. Không biết bà đó tu theo đạo nào, nhưng mà thấy cái đạo đó hơi ớn rồi đó. Có bảo họ đi theo, họ có ưng không? Cho nên mình phải làm thế nào để mình có khả năng phát triển cái phẩm chất đạo đức, thì tự nhiên lời nói có thể cảm hóa được người khác, có thể làm cho người khác được hạnh phúc, an vui. Dù là mình chưa biết nói những cái chân lý cao siêu gì hết, nhưng mà trong lời nói của mình lúc nào người ta cũng muốn nghe, và cả khi nghe là người ta cảm thấy an lạc, cảm thấy càng tin tưởng hơn về cái đường lối hành trì của mình. Thực tập giới thứ tư cho thật kỹ thì mình sẽ có được cái khả năng, cái phẩm chất đạo đức trong lời nói, trong hành động. Muốn cho cái hành động không có gây tổn hại, không có gây mâu thuẫn, không có làm khổ đau cho tự thân và cho mọi người, cho gia đình và cho xã hội, để cái hành động của chúng ta là cái hành động có đạo đức, thì chúng ta thực tập giới nào? Giới thứ nhất, giới thứ hai, giới thứ ba. Thực tập giới thứ nhất, không sát sinh. Tôn trọng, thương yêu, quý mến cái mạng sống của mình,
thì mình phải biết trân quý, tôn trọng mạng sống của mọi người, của mọi loài. Cho nên người Phật tử ăn chay không phải là một giáo điều gì hết. Tại vì mình không muốn khổ, mình không muốn gây đau khổ cho người khác, và không muốn bị quả báo luân hồi vay trả. Cho nên mình không ăn. Mình thương nó mà mình không ăn. Chứ không phải nó hôm nay là ngày chay nha, không phải ngày chay thì mày chết rồi. Không phải như vậy. Mình thấy con vật nó cũng có những cái tình cảm như mình vậy đó. Cho nên mình thương nó, mình không muốn hại nó, mà mình không ăn nó. Chứ không phải vì hôm nay là 14 gặp 16 thì biết. Không phải như vậy. Thực tập giới thứ hai: không trộm cắp, không lấy của không cho. Vì mình tôn trọng cái tài sản của người khác. Mình không muốn khổ đau vì nghèo, đói, bị cướp giật. Cho nên mình không hành động như vậy. Lời nói đó là lời nói, hành động đó là hành động có đạo đức. Và sống trung kiên với bạn hôn phối, giữ tiết hạnh phẩm chất của mình, của người bạn đời của mình, để mình được cái phúc báo người ta cũng tôn trọng phẩm chất tiết hạnh của vợ chồng mình, con cái mình. Cho nên trong gia đình hạnh phúc. Giữ được như vậy, đó là cái hành động ở nơi thân của mình là hành động có đạo đức. Không thể nào mà một người Phật tử gọi là xưng mình là Phật tử mà lang chạ, mà vợ hai vợ ba lén lút, mai tần chiều sở sớm mận tối đào, mê sắc đào son bạc màu chỉ đỏ. Không thể nào có trường hợp đó nữa mà xưng là Phật tử. Phật tử mà còn như vậy thì Phật tử đó không đúng nghĩa rồi, vì hành động đó không có đạo đức. Mà như vậy nó sẽ đưa đến mâu thuẫn, bất an, rồi khổ đau nó kèm theo. Tư tưởng, hành động, lời nói có đạo đức. Chúng ta dựa trên cái tiêu chuẩn của năm giới, thực tập năm giới để mình có hạnh phúc. Vì ý thức được những khổ đau nó từ cái cách sống sai trái như vậy nó đưa ra, cho nên mình thực tập năm giới. Sự thực tập đó mình thấy nó nhẹ nhàng, thấy nó thanh thản, không có gì ràng buộc. Không phải nói từ hôm tôi thọ giới tới giờ tôi khổ quá, bè bạn nó cứ rủ rê, mà bị tôi hứa với thầy rồi tôi không làm. Hứa với thầy không làm nhưng trong ý cũng muốn lắm. Như vậy thì cảm thấy khổ, phải không? Cảm thấy khổ đau. Mình học Phật, mình tu tập thế nào mà mình không bị cái tu tập đó nó trở thành cái nặng nề ràng buộc, cái đó mới giải thoát. Cho nên chúng ta giữ giới nó khác với những giáo điều của các tôn giáo khác. Dù thích hay không thích, dù hiểu hay không hiểu, khi đến với đoàn thể đó, tham gia vào tổ chức đó thì bắt buộc anh phải theo. Giới của nhà Phật thì khác. Các vị có thể phát nguyện, thôi con giữ một giới thôi, con giữ hai giới thôi. Rồi khi nào mà thấy có thể và thích thì phát nguyện giữ thêm. Nhưng mà mình nguyện giữ vì mình ý thức được, nếu mình không sống trong cái phạm trù đạo đức như vậy thì mình sẽ khổ đau. Và mình không muốn khổ đau, cho nên mình giữ giới. Thế cho nên cái ánh sáng chánh niệm, cách sống có đạo đức, hành xử có ý thức như vậy, cái ý thức tỉnh giác, cái chánh niệm tỉnh giác là Phật. Cho nên khi nói đến cái từ Phật Đà có nghĩa là tỉnh thức. Tỉnh thức về cái gì? Tỉnh thức về lời nói, tỉnh thức về hành động, tỉnh thức về ý nghĩ. Ý nghĩ, lời nói, hành động luôn tỉnh thức, cho nên không tạo tác khổ đau, không gây mâu thuẫn, không chia rẽ. Thế cho nên mình sống có ý thức, và ý thức của mình có tuệ giác soi sáng,
đó là mình đang quy y Phật. Cái sự bình yên đang thiết lập ở thân và tâm là cái cách sống như vậy, hành xử như vậy là có chất Phật. Phật đang có mặt trong đời sống của chúng ta. Các vị nghe kịp chỗ này. Không phải nói là con nguyện suốt đời quy y Phật là xong. Suốt đời quy y Phật tức là từ bây giờ cho đến hết đời này, mỗi giờ mỗi phút lúc nào cũng phải sống có chánh niệm tỉnh giác. Tỉnh giác về lời nói, tỉnh giác về hành động và tỉnh giác về ý nghĩ. Đó là quy y Phật đó. Cái giá trị của người Phật tử không phải ở cái bằng cấp, ở cái lá phái, mà giá trị của người Phật tử ở chỗ là có tỉnh thức, có an vui, có giải thoát hay không. Cái chất tỉnh thức, an vui, giải thoát ở nơi người đó nhiều hay ít, giá trị ở chỗ đó. Cho nên người Phật tử mà có an vui, giải thoát, có tỉnh giác, bình ổn đó, thì họ ở đâu họ cũng thấy như ở tịnh độ. Trong Kinh Pháp Hoa nói rằng là cái thế giới bị lửa đốt thiêu nhưng cõi của ta vẫn an ổn. Các vị đọc Kinh Pháp Hoa có thấy câu này không? Đức Phật có nói thế tam giới vô an du như bạ hỏa trạch, ba cõi không yên như ở trong nhà cháy. Nhưng thế giới của ta, lời Phật nói, thế giới của ta vẫn bình yên. Ngoại cảnh kia, người ta đang tranh đua, đang cấu xé, đang giành giật với nhau, nhưng đời sống của người Phật tử chúng ta ngồi ở đây, mình có bình yên, mình không bị cái kia nó xáo trộn. Đó là cõi của ta vẫn an ổn, là chúng ta đang thiết lập tịnh độ cho chính chúng ta. Rồi mình ở đâu, tịnh độ đó nó rê theo mình ở đó. Cho nên mình luôn luôn được bình yên, dù rằng là ở bên ngoài kia không yên thế nào. Cho nên dục an, tắc an, muốn yên thì được yên, muốn yên thì được yên. Phải như thế nào? Phải tu học cho nghiêm túc. Phải sống như thế nào để mình luôn luôn có tuệ giác soi sáng từng giây từng phút. Cho nên khi nói là tu là vậy đó. Tu có nghĩa là mình có khả năng thay đổi, chuyển hóa, thay đổi cái cách sống, cách nghĩ, cách làm của mình. Quý Phật tử sẽ nghe cái điệp khúc mà tôi thường nói: thay đổi cái cách sống, cách nghĩ, cách làm, cách nói của mình luôn mê lầm, để trở thành cách sống, cách nghĩ, cách nói, cách làm luôn tỉnh thức của Phật. Đây là điệp khúc. Hằng ngày tôi đều đọc như vậy. Đọc vậy để mình coi mình thật sự có thay đổi không. Nếu mình nói thay đổi cách sống, cách nghĩ, cách làm, cách nói luôn tỉnh thức của Phật, nhưng mà thật sự mình vẫn mê lầm, thì cái đó không có ăn thua gì hết. Có câu chuyện vui. Cái nhà ở dưới quê á, cất nhà. Và trong khi dựng nhà, xây cất như vậy á, đồ đạc cũng không có gửi đi đâu, cho nên cũng để ở trong đó. Làm gần xong rồi, lợp rồi nhưng mà chưa có dựng cửa. Mấy đứa con mỏi mệt, bà mẹ nói thôi mấy đứa ngủ đi, tối để ta thức ta coi cho. Cái bắt cái giường nằm ngay cửa ra vô đó. Bà tập, bà nói tao thức đây chưa ngủ đó. Bà cứ tập nói như vậy, tao thức đây chưa ngủ, tao thức đây chưa ngủ. Bà cứ nói miết như vậy. Mấy thằng ăn trộm nó rình hởm rài. Nó vừa vượt tới, nó nghe bà nói tao thức đây chưa ngủ nè, cái nó sợ thôi nó về. Bữa sau nó tới, nó cũng nghe bà nằm, bà nói tao thức đây chưa ngủ. Nó kiếm cục đá, nó thấy bà này bà nằm, bà nói bà sao bà nằm yên hả, mà không nhúc nhích gì hết. Bà cứ nói tao thức đây chưa ngủ. Nó cầm cục đất nó chọi vô. Bà cũng không nghe động tĩnh gì, cũng nghe bà nói tao thức đây chưa ngủ. Nó rình rình nó lợi, nó lắc lắc cái giường bà. Bà cũng nói tao thức đây chưa ngủ. Mà nó nghe, nó
biết bà này thói quen tập nói vậy thôi chứ bà đang ngủ mê. Bốn thằng khiêng cái chổng của bà đó, đi khiêng cái giường của bà đi tuốt ra ngoài vườn để nằm ngoài kia, để xuống là bà dân không hay, bà nói tao thức đây chưa ngủ. Thế là nó dọn sạch nhà của bà. Chúng ta nhiều khi tu tập cũng vậy đó, nhiều khi mình đọc kinh lào lào à, nhưng mà những lời kinh đó, nó không ăn nhập gì, nó không đi vào cái tâm huyết của mình, nó không ngự trị trong tâm, nó không có ứng dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Cho nên mình nói là thay đổi cách sống, cách nghĩ, cách nói, cách làm luôn luôn mê lầm của mình, để học tập cách sống, cách nghĩ, cách làm, cách nói luôn luôn tỉnh thức của Phật. Nói như vậy nhưng đụng tới đâu đổ vỡ đến đó, nói cái gì tan nát đến đó. Nhiều khi chúng ta bị cái hình thức, cho nên mình cầu hạnh phúc mà hạnh phúc vẫn không có mặt, tìm an vui mà an vui không đến, vì thân và tâm của chúng ta không bình yên. Phật không có mặt. Cái chất liệu làm nên Đức Phật á, chúng ta không chế tác ra được. Vì vậy không biết chúng ta tu tập theo pháp môn nào, hành trì theo đường lối nào, nhưng mà mình thấy mỗi ngày mình thanh thản, mình thấy mình nhẹ nhàng, mình thấy mình từ bi hơn, mình thấy mình nhẹ nhõm hơn, là đi đúng đường rồi đó. Dù là các vị thực tập theo một cái lời dạy nào đó, nhất tâm niệm Phật, hoặc là nhất tâm trì chú, hoặc là mình lễ kinh Pháp Hoa, mình chỉ trì tụng bổn môn, hoặc trì tụng cái chú thủ hộ, nhưng mà mình trì miên mật để cái năng lực, cái đạo lực từ bi tuệ giác của cái chất liệu của câu kinh câu chú đó nó xuất hiện, nó xuất hiện trong lời nói, hành động và ý nghĩ, và từ cái chất liệu đó mà mình nói ra, từ cái chất liệu của từ bi và trí tuệ đó, nó là cái nguồn cảm hứng để mình nói những cái lời nói làm cho mọi người an vui hạnh phúc, hành động hành xử có đạo đức. Làm được như vậy là mình có tu học. Cho nên tu học để tâm của mình đó nó hòa diệu, tu học để tâm của mình có an tĩnh, tu học để mình có khả năng khai phóng được cái hay cái đẹp, mà mình gọi nó là cái tính siêu việt, khai phóng được cái đẹp nhất, cái hay nhất, cái tốt nhất ở trong con người của mình, nó tỏa ra. Giống như cái hoa nó nở và nó tỏa hương, thì mình tu tập thế nào cũng phải như vậy. Vì vậy mình thực tập như vậy thì kinh nào cũng là giới, lời dạy nào cũng là giới. Tại vì những lời dạy của Đức Phật đều có khả năng rèn luyện, phòng hộ, gìn giữ để cho mình có được sự bình yên. Nhìn sắc nhưng không bị sắc nó lôi kéo, nghe tiếng không bị tiếng nó làm cho mình điên loạn, ngửi mùi không bị mùi làm cho mình bị đam mê. Vì vậy lời kinh nào cũng có khả năng giúp cho mình an lạc và tịnh hóa ba nghiệp. Cho nên lời kinh nào, câu kệ nào, câu chú nào mình thực tập ứng dụng, cũng đó cũng đều là giới. Tu học trên nền tảng như vậy thì tự nhiên cái sức mạnh nội tâm của mình mỗi ngày nó dũng mãnh lên, nó cao lớn lên. Vì vậy mà một khi nghiệp lực nó xảy đến, mình có khả năng mình chuyển được liền. Thế cho nên hàng ngày tu học, chúng ta phải làm thế nào để thân và tâm cùng có mặt trong phút giây hiện tại, để mình có được sự bình yên nhờ sống có giới, nhờ biết thực tập những giới luật để tịnh hóa ba nghiệp, cho nên thân và tâm của mình nó bình yên. Bình yên tức là không có việc gì bất thường xảy ra. Cha mẹ sanh ra với một thân thể khỏe mạnh tốt đẹp, mình giữ đó cho đến 90 tuổi
vẫn hàm răng trắc, vẫn đôi mắt sáng, vẫn cái tai thính thị, vẫn sức khỏe, vẫn minh mẫn. Đó là không có việc gì bất thường xảy ra. Phải vậy không? Được như vậy khó lắm, rất khó. Mà khó mà được thì mới hay Phật. Vì vậy cho nên chúng ta đừng nghĩ khó rồi thôi nhường cho người khác. Tu không có nhường. Đương nhân bất nhượng ư sư. Cái gì phải bạch phải nhường nha. Chứ gặp việc phải thì cứ làm, không có nhường cho thầy. Thấy người ta chết đuối nhào xuống mà lôi lên liền, chứ không có để vô thỉnh ý thầy chứng minh cho phép con làm công việc đó, ra nó chìm rồi. Cho nên cái việc tu tập là việc của mỗi người chúng ta. Thầy cũng phải làm như vậy, và thầy dạy mình để mình cũng có khả năng làm như vậy, làm như thầy. Nói tóm lại, tu tập để thiết lập sự bình yên. Có bình yên rồi thì có hạnh phúc, có an vui. Mà hạnh phúc an vui là bóng dáng của giải thoát. Quý Phật tử nghe kịp. Hôm nay chúng ta định nghĩa như vậy. Định nghĩa hai chữ bình yên. Rồi các Phật tử cứ dựa trên cái ý này, chúng ta tối nay chúng ta ngồi yên lại để chúng ta theo dõi coi mình có bình yên chưa. Hàng ngày tu tập làm thế nào để có được có bình yên. Khi mình có bình yên rồi thì mình ngồi xuống đây là mình sẽ thấy được tất cả những cái gì màu nhiệm nó đang có mặt ở đây. Khi tâm mình bình yên rồi á, mình nghe cái thiên nhạc đó, mình nghe cũng réo rắt, nghe cũng hay. Nhưng tâm mình không bình yên đó, mình nghe một hồi cái mình nổi sân. Khi tâm mình có mặt á, mình mới thấy được cái màu nhiệm, nó làm theo thuộc tính của nó. Cái lá cờ kia nó cũng đang bay lượn trong gió, nó cũng làm theo thuộc tính của nó. Nhưng mà mình thấy được cái màu nhiệm của nó. Màu nhiệm là gì? Nó luôn luôn nó đem lại nhẹ nhàng, thanh thản cho cuộc đời. Nó không có bị bận rộn, không bị thanh, bị sắc, lôi kéo. Vì vậy nó không có để lại hậu quả khổ đau. Vì mình không bình yên cho nên mình thấy cái gì cũng xáo trộn. Nếu mình bình yên rồi thì mình thấy cái gì cũng hạnh phúc. Cho nên mình không đòi hỏi gì cả, mình bằng lòng với những cái hiện có. Nếu muốn giàu hơn nữa thì mình tu bố thí. Chứ mình không phải ngồi đây mình thấy người ta giàu mình ganh tị, thấy người ta sướng mình ganh tị. Có bình yên là có hạnh phúc. Mà bình yên hạnh phúc thì giải thoát an vui mới xuất hiện. Quý Phật tử nhớ chứ, nhớ hai chữ bình yên thôi ha. Bình là bằng phẳng nè, là điều nhau. Yên là không có cái gì bất thường xảy đến. Chúng ta giữ đời sống của chúng ta tu tập làm sao bình yên như vậy. Bình yên từ hôm nay cho đến lúc trăm tuổi già là hạnh phúc, là giải thoát. Cầu Phật gia hộ cho quý Phật tử có sức khỏe và luôn luôn dành thời gian để tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.